Trong video lần này, chúng ta sẽ học về 12 nguyên âm đơn trong bảng phiên âm IPL quốc tế. Now let's get into the lesson. Nguyên âm đơn đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là âm Y dài. Đối với âm Y dài này, các bạn sẽ đọc giống như chữ Y Việt Nam và các bạn sẽ đọc ngân và ngang âm một chút xíu. Các bạn sẽ đọc như sau: Y, Y. Chúng ta có các ví dụ sau. Ví dụ đầu tiên, từ này mang nghĩa là bãi biển. Đối với từ này, các bạn sẽ phát âm là beach. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình nha. Âm đầu tiên các bạn đọc giống như chữ bờ Việt Nam, các bạn đọc là b. Âm tiếp theo, y. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc giống như chữ chờ nhẹ Việt Nam và miệng của các bạn sẽ chu ra một chút xíu. Kết hợp ba âm lại với nhau, chúng ta đọc là beach, beach. Ví dụ tiếp theo, chúng ta có từ read. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đọc cùng với mình nha. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là r. Âm tiếp theo các bạn đọc là e. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc là d, d. Kết hợp ba âm lại với nhau, chúng ta đọc là read, read. Ví dụ tiếp theo, chúng ta có từ như sau: meet. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và các bạn đánh vần cùng với mình nha. Âm đầu tiên các bạn đọc là m, m. Âm số 2 các bạn đọc là e. Âm số 3 các bạn đọc là t. Kết hợp ba âm lại với nhau, chúng ta đọc là meet, meet. Ví dụ tiếp theo, chúng ta có từ là seat. Đối với từ này, các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình nha. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là s. Âm số 2 các bạn đọc là e. Âm số 3 các bạn đọc là t. Kết hợp ba âm lại với nhau, chúng ta sẽ đọc là seat, seat. Nguyên âm đơn thứ hai ngày hôm nay đó là âm y ngắn. Đối với âm y ngắn, các bạn sẽ đọc ngắt chữ y đi và các bạn sẽ đọc là y. Hoặc chúng ta có một cái mẹo như sau, các bạn sẽ đọc giống như chữ y Việt Nam. Các bạn sẽ đọc ngắt thật là nhanh nha. Y, y. Chúng ta có một vài ví dụ như sau. Ví dụ đầu tiên, các bạn sẽ đọc từ này là sit. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta có cái âm như sau. Âm đầu tiên các bạn đọc là s. Âm số 2 các bạn đọc là y. Âm số 3 các bạn đọc là t. Kết hợp ba âm lại với nhau, ta đọc là sit, sit. Ví dụ tiếp theo, chúng ta có từ như sau: live. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta đánh vần nha. Âm đầu tiên các bạn đọc là l, l. Âm số 2, i. Âm cuối cùng các bạn đọc giống như chữ v Việt Nam và các bạn sẽ đọc như sau: v, v. Kết hợp ba âm lại với nhau, chúng ta sẽ đọc từ này là live, live. Ví dụ tiếp theo, chúng ta có từ là hit. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta đánh vần nha. Âm đầu tiên các bạn đọc giống như chữ h Việt Nam và các bạn sẽ đọc là. Âm tiếp theo, i. Âm cuối cùng, t. Kết hợp ba âm lại với nhau, chúng ta sẽ đọc từ này là hit, hit. Nguyên âm đơn số 3 ngày hôm nay đó là âm u ngắn. Đối với âm u ngắn, các bạn sẽ đọc là u. Các bạn sẽ đọc ngắt chữ u đi nha, u. Hoặc chúng ta có một cái mẹo như sau, các bạn sẽ đọc giống như chữ u ở Việt Nam. Các bạn sẽ đọc ngắt thật là nhanh nha, u, u. Chúng ta có một vài ví dụ như sau. Ví dụ đầu tiên, chúng ta có từ cook. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta bắt đầu đánh vần nha. Âm đầu tiên các bạn đọc là k. Âm tiếp theo các bạn đọc là ua. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc là k. Kết hợp ba âm lại với nhau, chúng ta đọc là cook, cook. Ví dụ số 2, chúng ta có từ như sau: book. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta có âm đầu tiên, chúng ta sẽ đọc là b. Âm số 2 các bạn sẽ đọc là ua. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc là k. Vậy thì từ này chúng ta sẽ đọc là book, book. Ví dụ tiếp theo, chúng ta có từ look. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta sẽ bắt đầu đánh vần. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là l. Âm tiếp theo các bạn đọc là u. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc là k. Kết hợp ba âm lại với nhau, chúng ta sẽ đọc là look, look. Nguyên âm đơn thứ tư ngày hôm nay đó là âm u dài. Đối với âm u dài, chúng ta sẽ đọc ngân và ngang ra một chút xíu. Các bạn sẽ đọc là u, u. Chúng ta có ví dụ đầu tiên, chúng ta có từ mang nghĩa là đồ ăn. Đối với từ này, các bạn sẽ đọc là food, food. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình nha. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là. Các bạn sẽ dùng răng và cắn môi ở dưới. Âm tiếp theo chúng ta vừa học đó là âm u. Âm cuối cùng đó là âm d. Kết hợp ba âm lại với nhau, chúng ta sẽ đọc từ này là food, food. Ví dụ tiếp theo, chúng ta có từ như sau. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình nha. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc là r. Âm tiếp theo các bạn đọc là u. Âm cuối cùng các bạn đọc là t.
Kết hợp tất cả các âm lại với nhau, chúng ta đọc từ này là fruit. Fruit. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ như sau. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta sẽ đánh vần. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc giống như chữ chờ nhẹ Việt Nam và các bạn sẽ đọc như sau. Ch. Ch. Âm tiếp theo chúng ta đọc là u. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc là s. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau, chúng ta sẽ đọc từ này là choose. Choose. Nguyên đơn thứ 5 của chúng ta ngày hôm nay đó là âm e. Âm này các bạn sẽ đọc giống như chữ e Việt Nam, các bạn sẽ đọc như sau. E. E. Chúng ta có các ví dụ như sau. Ví dụ đầu tiên các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là m. Âm số 2 các bạn đọc là e. Âm số 3 các bạn đọc là n. Kết hợp ba âm lại với nhau chúng ta đọc là man. Man. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ bed. Các bạn nhìn vào phiên âm đánh vần cùng với mình nha. Âm đầu tiên các bạn đọc là b. Âm số 2 các bạn đọc là e. Âm số 3 các bạn đọc là d. Kết hợp ba âm lại với nhau chúng ta đọc là bed. Bed. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ tan. Các bạn nhìn vào phiên âm đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn đọc là t. Âm tiếp theo các bạn đọc là e. Âm tiếp theo các bạn đọc là n. Kết hợp ba âm lại với nhau chúng ta đọc là tan. Tan. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ fans. Các bạn nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình nha. Âm đầu tiên các bạn đọc là f. Âm tiếp theo các bạn đọc là e. Âm tiếp theo các bạn đọc là n. Âm cuối cùng các bạn sẽ xì ra, các bạn sẽ đọc là s. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau chúng ta sẽ đọc là fans. Fans. Nguyên âm đơn số 6 của chúng ta ngày hôm nay đó là âm ờ. Âm này các bạn sẽ đọc giống như chữ ờ Việt Nam, các bạn sẽ đọc thật là nhanh nha. Ờ. Ờ. Ví dụ đầu tiên chúng ta có từ ờ. Các bạn hãy nhìn phiên âm và đánh vần cùng với mình nha. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là ờ. Âm tiếp theo các bạn đọc là v. Kết hợp hai âm lại với nhau chúng ta đọc là ờ. Ờ. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ là mơ tờ. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là m. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc là ơ. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc giống như chữ tờ Việt Nam và các bạn sẽ cắn lưỡi lại chút xíu. Các bạn sẽ đọc là t. T. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc là ờ. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau chúng ta sẽ đọc từ này là mơ tờ. Mơ tờ. Nguyên âm đơn số 7 của chúng ta ngày hôm nay đó là âm ờ. Đối với âm này các bạn sẽ đọc giống như chữ ơ Việt Nam và các bạn sẽ ngân ra một chút xíu. Ờ. Ờ. Chúng ta có ví dụ đầu tiên. Từ này các bạn sẽ đọc là nurse. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là n. Âm tiếp theo các bạn đọc là ờ. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc là s. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau chúng ta đọc là nurse. Nurse. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ là work. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là w. Âm tiếp theo các bạn đọc là ờ. Âm cuối cùng các bạn đọc là k. Kết hợp ba âm lại với nhau chúng ta đọc là work. Work. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ bird. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là b. Âm tiếp theo các bạn đọc là ờ. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc giống như chữ đ Việt Nam, các bạn đọc là d. Kết hợp ba âm lại với nhau chúng ta đọc từ này là bird. Bird. Nguyên đơn số 8 của chúng ta ngày hôm nay đó là âm o. Đối với âm này các bạn sẽ đọc giống như chữ o Việt Nam, các bạn sẽ đọc là o. O. Ví dụ đầu tiên chúng ta có từ đồ. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là d. Âm tiếp theo các bạn đọc là o. Kết hợp hai âm lại với nhau chúng ta đọc là đồ. Đồ. Ví dụ thứ hai chúng ta có từ là for. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là. Âm tiếp theo các bạn đọc là o. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau ta đọc là for. For. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ horse. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta có âm đầu tiên đọc là. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc là o. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc là s. Kết hợp ba âm lại với nhau ta đọc là horse. Horse. Nguyên đơn số 9 của chúng ta ngày hôm nay đó là âm a. Âm này các bạn sẽ đọc giống như chữ A Việt Nam, các bạn đọc thật là nhanh nhé. A. A. Chúng ta có các ví dụ như sau. Ví dụ đầu tiên chúng ta có từ man. Các bạn nhìn vào phiên âm chúng ta đánh vần. Âm đầu tiên các bạn đọc là m. Âm tiếp theo các bạn đọc là a. Âm tiếp theo các bạn đọc là n. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau ta đọc là man. Man. Ví dụ kế tiếp chúng ta có từ sad. Từ này mình nghe rất là nhiều bạn đọc là sad. Các bạn không được đọc là sad mà các bạn phải đọc là sad.
các bạn nhìn vào phiên âm chúng ta sẽ đánh vần. Âm đầu tiên các bạn đọc là S. Âm thứ hai các bạn đọc là A. Âm tiếp theo các bạn đọc là D. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau ta đọc là sad, sad. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ stand. Mình nghe rất là nhiều bạn đọc từ này là stand, nhưng các bạn không được đọc là stand mà các bạn bắt buộc phải đọc là stand. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm này các bạn sẽ đọc là st, st. Âm tiếp theo các bạn đọc là a. Âm tiếp theo các bạn đọc là n. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc là d. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau ta đọc là stand, stand. Nguyên đơn số 10 của chúng ta ngày hôm nay đó là âm ơ. Âm này các bạn sẽ đọc giống như chữ ớ Việt Nam, các bạn đọc là ơ. Chúng ta có các ví dụ như sau. Ví dụ đầu tiên chúng ta có từ bus. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là b. Âm tiếp theo các bạn đọc là ơ. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc s. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau ta đọc là bus, bus. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ cup. Đối với từ này các bạn hãy nhìn vào phiên âm và đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là k. Âm tiếp theo các bạn đọc là ơ. Âm cuối cùng các bạn đọc là p. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau ta đọc là cup, cup. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ touch. Đối với từ này các bạn hãy nhìn vào phiên âm và các bạn sẽ đánh vần cùng với mình. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là t. Âm tiếp theo các bạn đọc là ơ. Âm tiếp theo các bạn đọc là ch. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau ta sẽ đọc là touch, touch. Nguyên âm đơn số 11 của chúng ta ngày hôm nay đó là âm R. Âm này các bạn sẽ đọc giống như chữ A Việt Nam, nhưng chữ A sẽ rơi vào phần cổ họng của chúng ta. Các bạn sẽ dùng cái ngón tay và các bạn để vào đây. R. Cái chữ A các bạn sẽ đọc ở đây nha. R. R. Chúng ta có các ví dụ như sau. Ví dụ đầu tiên chúng ta có từ car. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm và chúng ta sẽ đánh vần. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là k. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc là R. Kết hợp hai âm lại với nhau ta đọc là car, car. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ park. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta có các âm như sau. Âm đầu tiên các bạn đọc là p. Âm tiếp theo các bạn đọc là R. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc là k. Kết hợp ba âm lại với nhau ta đọc là park, park. Ví dụ tiếp theo chúng ta có từ smart. Mình nghe rất là nhiều bạn đọc từ này là smart, smartphone á. Nhưng mà các bạn sẽ không đọc là smart, mà các bạn sẽ đọc là smart. Các bạn hãy nhìn vào phiên âm, chúng ta sẽ cùng phân tích. Âm đầu tiên các bạn sẽ đọc là s. Âm tiếp theo các bạn đọc là m. Âm tiếp theo các bạn sẽ đọc là r. Âm cuối cùng các bạn sẽ đọc là t. Kết hợp tất cả các âm lại với nhau, ta đọc từ này là smart, smart. Nguyên âm đơn cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó là âm a. Âm này chúng ta cũng đọc giống như là âm này a, nhưng mà chúng ta sẽ đọc ngắt đi. Chúng ta sẽ đọc là a, a. Các bạn ngắt thật là nhanh nhé. A. Chúng ta có các ví dụ như sau: nut, nut. Body, body. Hot, hot. Và chúng ta đã kết thúc phần 12 nguyên âm đơn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.